Chúng ta hãy cùng xem Quân trong trận đấu này. Gredick giành được game thủ U98. Thôi chết em rồi. Quân xem gái chị nào. Như vậy là Sen, Gredick, Qatar dành cho team GTV. 97 là người cầm Qatar Dian và 98 là người cầm Joseon. Trong khi đó đây tí là người cầm Sumer Dian và VaneLove là người cầm Sen. Trận thi đấu thứ tư của C đấu này mà chúng ta đang là Quân, nói chung là Quân cân thôi anh em ạ. Quân cân. Độ dài của cân thì thực ra là mình vẫn ngắn, mình ngắn hơn một tí. Độ dài của Quân thì là mình ngắn một tí. Đội bạn không, đội mình này mình dài hơn, độ dài về Quân là mình cửa trên đấy. Nếu như xét về độ dài với tên Quân thì chúng ta là những người cửa trên. Và tất nhiên rằng với một kèo đấu mà khi được cầm Quân một tên cửa trên như thế này thì không có lý do gì các game thủ bên phía GTV phải nỗ lực hết sức để lấy tinh thần cả. Lấy tinh thần trong trận đấu thứ tư. Đây là Gredick trong tay của game thủ U98. Một cây gỗ đầu gần và còn lại những cây gỗ đầu đều tương đối xa. May mắn của game thủ chim sẻ. Em ơi cố lên em ơi. Anh không muốn làm thằng om đâu em ơi. Cố lên em ơi. Gỗ đầu cũng không quá gần dành cho chim sẻ ở trong trận đấu này. Một vòi. Em xin lỗi mà em cũng không hiểu sao. À đây bài mắc binh. Chúng ta cùng hy vọng rằng Qatar Joseon sẽ thắng được Sen và Sumer. Thắng được trận đấu này thì chắc chắn rằng sẽ có chiến thắng trong ngày hôm nay luôn, tôi thề. Khi mà Quân Cathal Gredick Cathal Gredick còn xấu hơn ạ. Cathal Gredick và Sen Summer. Cuộc sống à. 14 trên 16 là tham lai từ đội game thủ chim sẻ. Con voi đầu tiên đang được đưa về với nhà chính. Liệu rằng ở trong trận đấu này có lẽ là vẫn sẽ là hai chém bài của sẻ đang ngập ngụa đồ ăn. Vấn đề rằng Qatar và Gredick nó không có nhiều lắm những những cái loại quân để có thể chơi với Sen và Sumer. Hy vọng rằng đội bạn đừng chơi bài hèn hạ đó, đánh châu phù thủy. Hy vọng là đội bạn đừng chơi trò hèn hạ đánh châu phù thủy. Hy vọng là như vậy. Đánh cung R nào, hai người đánh cung nào, đánh như những người đàn ông xem nào. Bây giờ các ông chơi bài Kylian Mbappe, tiền đạo người Pháp này thôi. Vâng, nếu như chơi một bài sử dụng tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe thì có lẽ rằng là cho dù Sergio Sẻ cũng chắc là cũng phải nằm xuống thôi. 20 trên 24. Chúng ta cùng chờ xem. Còn hy vọng là một tên đít mạng vẫn cố gắng trong trận đấu này. Con xe giò đang đẩy lên góc 12 giờ và chúng ta cùng chờ xem Sumer và Sen. Thì nếu như Sumer và Sen thì khả năng rằng Sen trong tay của game thủ về lớp khả năng đánh chém là rất cao. Em mới vào nha mọi người và hy vọng rằng là mọi người những tín đồ của Viettel thì mong anh em đừng chửi em hay là những bình luận viên khác, bởi vì thực sự là Viettel đang có vấn đề. Những em nào xem đi chế ở trên Facebook qua mạng Viettel thì chắc chắn rằng anh em sẽ bị lag. Anh em chắc chắn sẽ bị lag thôi. Rất khó để có thể xem, còn những người khác thì vẫn sẽ xem bình thường. Hy vọng rằng tín đồ của Viettel đừng chửi em, tội nghiệp. 748 với 25 nông dân, như vậy là bài này cân Sen nhá. 748 với 25 nông dân Qatarian, tức là chim sẻ kích đời như Sen đánh 26 dân. Một trận đấu mà nếu như kích chuẩn thì chim sẻ sẽ kích ở khoảng 10-10. Khá ổn. Màn hình máy tới từ game thủ U98, em cầm một loại quân mà tôi không hiểu sao bình luận viên dây vào thì em đánh như lên đồng của tôi vào thì cứ cổ truyền liên tục. Kích đời, như vậy là 844. Không, chưa đến mức cổ truyền. Nhưng đây là một trận đấu mà cần phải thi đấu mạnh mẽ tới từ game thủ U98. Tôi cần sự mạnh mẽ tới từ game thủ U98 nào. Em đừng bán anh 98 ơi. Anh xin em. Đừng bán anh. Anh vừa mới vào thôi. 25 nông dân. Đây là chiếc BB dành cho game thủ U98. Chúng ta quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ. Đội bạn 11 và 10% VaneLove đã lên đời từ ngày hôm qua. Hỏng rồi. Xin hả? Không biết chưa uống đâu. Vâng, 10-18 với 25 nông dân Qatarian dành cho game thủ chim sẻ. Đội bạn bài rất đẹp trong trận này. Sẻ ơi cố lên em. Hãy nhớ rằng mình là chim sẻ. Tôi cần chim sẻ nhớ lại mình là ai. Con gà giò đang được xin ra. Sẻ đẩy luôn xuống góc 9 giờ. Bắt đầu vẽ ruộng dành cho sẻ. Bài Qatar của sẻ là một bài tương đối mắc. Vẫn còn vòi dành cho chim sẻ, nhưng có lẽ rằng điều đó không quá quan trọng. Sẻ đang muốn đánh một bài khung ruộng để có thể cân hai trong trận đấu này. Ruộng cần phải sẻ đang bo đóng những cái nhà ruộng mà nó sử dụng khi mà bài của anh em yếu. Đóng như thế này thì bài anh em yếu thì với những cái ruộng này anh em sẽ có một lượng lực khỏe hơn. Nhưng đây là một trận đấu lực của sẻ là tương đối ổn. Do công giáp đầy đủ, sẻ đang muốn chéo sang phía nhà của game thủ VaneLove khi mà VaneLove là người cầm xe. U98 không nói gì. Như vậy là U98 bị game thủ VaneLove chơi. Đánh báo nhiều lên em, xong nay anh thấy em báo nhiều lắm mà. 25 trên 28 và đây là con ngựa giò tới từ game thủ VaneLove. Giò công, như vậy là giò của đội bạn dường như là con giò công giáp thì phải. Chọc quá khó chịu tới từ game thủ VaneLove. Sẻ cần phải thi đấu mạnh mẽ trong trận này. Có pê thủ. Một bài mà Sumerian trong tay của game thủ tí là người đánh cung R. Bạn đánh cũng khá là cổ truyền và đơn giản thôi. Sen lên sớm thì đánh cung, Sen lên sớm thì đánh chém, còn Sumerian lên muộn hơn thì đánh cung trong trận đấu này. Sẻ chém chết được Sumer, tôi nghĩ rằng cửa thắng là vẫn còn. Nhưng không ổn rồi, nhà của Sumerian đã kín và có bánh xe. Phút thứ 14. Phút thứ 14, 10. Sumerian có bánh xe xong, điều đó có nghĩa rằng đây là một trận đấu mà Sumerian lên đời cũng rất sớm. Có cung tê, một tuần màn kiếm, và đây là pha với hai đầu tới từ game thủ chim sẻ. Nhưng đội bạn đã phát hiện ra dần bánh xe thì rất khó để có thể vào được phía bên trong, đặc biệt là dùng những con lạc đà. Dùng những con lạc đà chém E thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Năm nay là 28 dành cho chim sẻ. Bị luộc mất khoanh ruộng. 26, 98 này vẫn đang cặm cụi đóng y đâm y vào nhà của người cầm xe. Vẫn phải cố gắng đánh đi. Nếu như nó không thủ B thì chết, nhưng cũng rồi em ơi. Chị Tám ơi, có một tình huống soi xem là game thủ VaneLove có đóng nhà phù không, nhưng mà không biết soi ở đâu. Vâng, như vậy là chim sẻ đã quyết và tỷ số là 2-0 dành cho các thành viên của team Hà Nội. Quần tịt rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi một giây lát trước khi đến với trận chung kết ở trong trận đấu thứ hai. Quần như này thực sự là khó. Người ta gọi là quýt.